vị và các bạn thân mến, Ninh Loan là một xã vùng sâu vùng xa của huyện Đức Trọng. Thế nhưng nhờ có sự chung sức đồng lòng của chính quyền địa phương và sự đồng thuận cao của người dân mà địa phương này đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Vâng, góp phần vào thành công này không thể không kể đến hiệu quả của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mà xã đã triển khai thực hiện. Ngay sau đây thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với xã Ninh Loan để đón xem là bộ mặt nông thôn nơi đây đã khởi sắc như thế nào. Nếu như trước đây, Ninh Loan được biết đến là một xã vùng xa, đời sống bà con còn gặp nhiều khó khăn, thì nay, khi đến với vùng đất này, sẽ cảm nhận được sự đổi thay vượt bậc từ cơ sở hạ tầng cho đến các mô hình phát triển kinh tế, đường làng, ngõ xóm, sáng, xanh, sạch, đẹp. Để Ninh Loan khoác lên mình một diện mạo mới như thế này, thì ngoài sự lãnh chỉ đạo của các cấp chính quyền từ xã đến thôn, điều quan trọng nhất vẫn là sự đoàn kết, thống nhất đồng lòng của nhân dân địa phương. Từ khi có cái hội trưởng thôn này thì báo cáo anh chị là đời sống văn hóa của chúng tôi thì chị biết đấy, đều được sinh hoạt, đều tập trung hết vào đây. Ngày đại đoàn kết này, rồi là ngày tất cả các ngày lễ lớn và sinh hoạt thường thường là chúng tôi tập trung đây rất vui. Và tổ chức các cái lớp tập huấn, rồi trao đổi khoa học kỹ thuật đều đưa hết về hội trường. Khi đường trường trạm mà hoàn thành thì nói chung cái mức sống của người dân thì chắc chắn sẽ được nâng lên. Mà chị biết thấy bây giờ hiện nay con đường chúng tôi mới lên mà thấy cái cuộc sống và nhịp sống của bà con thấy có phần phấn khởi và tương lai sẽ đi lên. Được tỉnh, huyện chọn làm xã điểm triển khai cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2017. Cùng với sự chỉ đạo sát sao của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, đoàn thể các cấp, xã đã phối hợp thực hiện công tác với các đơn vị thành viên, tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, ký cam kết thực hiện các phần việc, các mô hình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, đô thị văn minh. Những thành quả mà Ninh Loan đã đạt được điển hình như mô hình khu dân cư vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, mô hình liên kết sản xuất rau, hoa, công nghệ cao, v.v. Cho đến thời điểm bây giờ thì bà con cũng đã nhận thức được rằng là khi mà sản xuất nông nghiệp công nghệ cao thì bà con cũng đã tiếp cận được cái cách thức để sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Từ đó thì cũng kéo theo là cái nền văn hóa của bà con, cái nhận thức của bà con nó cũng khác đi. Mà bà con thì cũng cho con em mình đi học được nhiều hơn, học cao hơn và... cảm giác là khi mà tất cả các cái hoạt động mà khi xã phát động thì bà con đều ủng hộ, đồng tình rất là cao. Từ việc thực hiện có hiệu quả các mô hình đã có phần xây dựng xã phát triển về mọi mặt, lợi ích mang lại rõ nét, kinh tế văn hóa xã hội phát triển, an ninh trật tự được giữ vững, môi trường sống an toàn, xanh, sạch, đẹp, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh v.v. Đó cũng chính là những minh chứng cụ thể nhất để Ninh Loan hoàn thành tốt 19 trên 19 tiêu chí, và trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.